Thưa quý vị, sáng nay tại huyện Bến Lức, công ty cổ phần Sapina tổ chức buổi lễ đón nhận giấy chứng nhận và đưa vào hoạt động trung tâm đăng kiểm xe cơ giới mã số 6202D cho Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch tham dự buổi lễ. Cùng với trung tâm đăng kiểm thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An, trung tâm đăng kiểm 6202D cũng sẽ tổ chức đăng kiểm các giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện cơ giới đường bộ có nhu cầu đăng kiểm cấp giấy chứng nhận trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6202D có 2 dây chuyền, trong đó một dây chuyền kiểm tra xe có trọng tải trục 2 tấn và một dây chuyền có trọng tải trục 13 tấn do Cộng hòa Liên bang Đức sản xuất, cùng với hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị phục vụ đồng bộ khác với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Trung tâm đăng kiểm 6202D là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh được cấp phép hoạt động thực hiện theo đề án nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện giao thông. Trong đó đã xác định cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác đăng kiểm ô tô của ngành giao thông vận tải cả nước hiện nay. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch bày tỏ hy vọng mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và chủ phương tiện trong kiểm định xe cơ giới trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Ông cũng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của nhà nước về kiểm định phương tiện, đầu tư phát huy trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân đến đăng kiểm được thuận lợi.